Rồi bên hông nè, cờ phía bên trong nè, đó thấy đẹp ghê luôn á. Hello, chào các bạn. Hôm nay Thay Lợi sẽ chia sẻ cách làm bánh da lợn lá dứa khoai môn. Khoai môn Thay Lợi có 150g khoai môn, cắt miếng một miếng 550g giống như đây. Ít thôi, không cần nhiều. Cái lớp lá dứa thì Thay Lợi dùng 150g bột năng, 115g đường, một bịch vani. Lá dứa thì Thay Lợi sẽ cắt nhỏ và xay lấy nước. Còn nhân khoai cái lớp khoai môn á, thì Thay Lợi có 150g khoai môn nè, rồi thêm 100g bột năng, 115g đường, 250g nước cốt dừa. Rồi mình sẽ dùng thêm một ít muối. Rồi rất là đơn giản luôn, mà bánh da lợn thì ăn rất là ngon. Thay Lợi sẽ bây giờ mình sẽ đi bắt đầu á, là mình sẽ lấy cái khoai môn mình cắt nhỏ ra, còn mình hấp cho khoai môn chính nè, rồi mình để mình làm cái lớp khoai môn đó. Cái khuôn á thì Thay Lợi dùng khuôn bánh bò. Cái khuôn này là cái khuôn Thay Lợi hay đổ bánh bò nè, cái loại khuôn lớn đó. Thì hôm nay mình đổ cái bánh da lợn nó nhỏ nhỏ, hoặc là cái khuôn silicone giống gì đây. Khuôn silicone này á thì mình cũng có thể không có cần thay dầu, nhưng mà cái khuôn bánh bò thì mình cần thay dầu nha. Đó, cái cũng rất là đẹp luôn, thun nó nhìn giống cái bông vậy. Khoai môn thì theo là cắt nhỏ ra. Hôm nay mình làm nhanh gọn lẹ, mình sẽ bỏ cái khoai môn này vào cái lò vi sóng mình hấp cho nó chín. Đó, khoai môn. Sau đó thì là cho một ít nước cho nó ẩm ẩm á, đừng có nó không có bị khô. Đó. Rồi thì là sẽ ra bỏ vào lò vi sóng hấp tới khi nào khoai môn nó mềm thôi nha. Rồi thế là thăm 3 phút trong lò vi sóng, thì bây giờ mình miễn sao mình sắn xuống là nó mềm, nó chín hết là vậy là được, ra bột là vậy là được nè. Và thế là sẽ lấy một ít và thế là sẽ bỏ vào mình xay chung với lại bột trắng nha. Thế là sẽ lấy 100g khoai môn. Hai trăm năm mươi gram nước dừa, 30g nước, cho hết 115g đường. Rồi thế là đem lên cái hỗn hợp này mình xay lên cho nó mịn nè. Cho tất cả vào cái thau to hơn. Nó mịn giống gì. Sau đó thì là cho bột vào, 100g bột năng thì là cho vào luôn. Mình khuấy lên. Mình khuấy cho khi nào mà nó mịn hết là được, hoặc là mình cho vào cái gây mình lượt qua cho nó mịn lại. Rồi, thế là cho 1/4 muỗng cà phê muối vào đây luôn. Khuấy lên rồi sau đó thế là cho vào cái gây mình gây lại cho nó mịn. Tất cả cho vào cái gây. Đó, thế là gây lại rồi. Nó mịn hơn. Rồi, bây giờ mình để qua một bên để cho cái bột mình nó nghỉ. Lúc đó Thay Lợi chuẩn bị làm cái lớp lá dứa. Để làm cái lớp lá dứa thì Thay Lợi cắt lá dứa nè. Mình Thay Lợi lấy 5 lá. Mình cắt lá dứa, mình là xay mình lấy nước. Là cho vào 250ml hoặc là 1 cốc nước. Để mình xay mình lấy cái nước lá dứa nè. Lấy khoảng chừng 290ml nước là cộng chung với nước lá dứa luôn á. 230 thì mình cho thêm nước nha. Nước này nước cốt dừa nè, mình lấy ít thôi.
đủ 290 luôn không? 295 cũng được luôn. Sau đó thế là cho 150g bột vào. Bột này bột năng, cho 150g vào luôn. 115g đường. Rồi tất cả những hỗn hợp mình khuấy cho nó đều lên. Nếu mà nó chưa có mịn thì mình cho nó vào cái gây, mình quay lại gây lại cho nó mịn. Là sẽ cho 1/4 muỗng cà phê muối vào đây luôn. Với cái bột lá dứa này thì là sẽ cho thêm một ít tinh dầu lá dứa vô cho nó thơm nữa. Một ít giống vậy nè, một giọt thôi. Mình cho qua cái gây để mình lượt cho mịn lại. Rồi mình làm tán cho cái bột nó ra hết luôn. Đó thì để qua một bên. Do cái phai môn này nó có bột, tinh bột nhiều đó, cho nên bây giờ thế là cho luôn cái nước cốt dừa còn lại. Khoảng chừng 50g hoặc là 50ml để làm cho nó lỏng ra nè. Tại vì khoai môn cũng là tinh bột cho nên mình nó hơi đặc. Rồi khoai môn mình xay ra nó dẻo giống như nè. Đó bây giờ thế là thấy nó đều được nè. Chứ hồi nãy thì nó hơi đặc. Rồi trước khi mình đổ bánh thì là sẽ cho vào một muỗng cà phê dầu ăn. Đó, một muỗng cà phê dầu ăn vào cái bột, khuấy lên cho nó đều. Rồi bên này mình cũng khuấy lên cho nó đều. Có cái dầu vô thì nó làm cái bột của mình nó mướt hơn, nó bóng hơn. Dầu ăn hay là cho vào thoa cái khuôn. Khuôn này thì mình cần phải thoa dầu, còn cái khuôn silicone thì mình không cần. Nếu mà khuôn này mà không có thoa dầu mà lấy ra nó dính dữ lắm. Rồi để luôn cái khuôn này, mình hấp cho nó nóng khoảng 2 phút. Khuôn nóng là bây giờ bắt đầu mình sẽ đổ bánh. Cái này cũng tùy theo mình đổ sang kẻ màu giờ trước cũng được hết. Thế là đổ khoảng chừng là mỗi lần thay đổ đổ một muỗng như này. Nếu mình xài muỗng nào thì mình xài muỗng đó luôn nha, đừng có đó. Thế là đổ lần này thì là đổ lớp này, lớp bột và khoai môn trước, và lần sau là mình sẽ đổi lại. Sau đó thì là đậy lại, mình hấp cái bánh này khoảng chừng 3 phút. Đó thì là sẽ thoa sẵn dầu hết mấy cái khuôn còn lại để hồi nó mình bánh kia chín mình lấy ra mình để vô liền. Khoảng chừng 1 phút, 2 phút vậy theo là dở cái nắp ra xả hơi một lần để cho nó ra nước á. Khi 3 phút thì cái lớp bột đầu tiên đã chín rồi. Thế là sẽ đổ cái lớp bột lá dứa kế tiếp. Cái khi đổ mình khuấy lên cho nó đều với lại cái đường, cái dầu ăn trong cái bột này nó đều với là cái bột luôn. Một muỗng. Rồi mình đậy lại, mình cũng hấp 3 phút luôn. Sau khi 3 phút trước khi đổ mình phải khuấy lên cho nó đều. Khoảng một muỗng. Cái màu lá dứa rất là đẹp luôn. Rồi mình cũng đậy lại, mình cũng hấp 3 phút. Phần nửa thời gian là mình dở cái nắp ra, mình xả hơi cho cái nước nó ra bớt để không thôi là nó làm nhão cái bánh nha.
Và dứa thì là khuấy lên nè. Rất là nóng luôn, cái lòi này nó bay lên, tại mình hấp lửa cao á, cho nên nó bay hơi lên rất là nóng, mình mang bao tay vào thì đỡ hơn. Đó, hay là cũng cho một muỗng luôn. Muỗng đầy thì nó đầy vô cái khuôn nè. Rồi, thế là đậy lại, thế là hấp cái lớp cuối cùng này là 5 phút để cho nó chín hoàn toàn luôn á. Sau khi 5 phút cho cái lớp cuối cùng, thế là thấy bột nó trong chín hết rồi nè. Bây giờ mình lấy ra nè. Đó, có cái miếng dầu ăn vô á, thì cái bột của mình đó, nó bóng lưỡng á, nhìn rất là đẹp. Cái màu xanh rất là tươi luôn nè. Rồi, thế là để qua bên, bắt đầu mình cho mấy cái khuôn kia mình vào, mình hấp tiếp. Đó, khuôn mấy khuôn này thì thay là xay, thoa dầu sẵn hết rồi. Mình nhớ là khuôn cánh bò là mình phải thoa dầu nha. Rồi, thế là cho mấy cái khuôn nhôm này vào hấp khoảng chừng 2 phút để cho nó nóng lên đó. Lần này thì thay là đổ là màu lá dứa trước, cho nên trước khi mình đổ vào thì mình khuấy cái bột đều. Tại vì khi cái bột nó lắng xuống là nó đông ở dưới, còn trên nó lỏng. Rồi cũng một muỗng. Rồi theo mình sẽ hấp 3 phút. Còn nửa thời gian thì mình mở nắp ra mình xả hơi nha. Mình nhớ là coi cái nước ở dưới nó có bị cạn thì mình châm nước thêm. Đây là cái lớp trên bánh này thì có cây môn nè. Cái kia thì lá dứa. Thế là sẽ đổ một lớp màu xanh trước. Rồi cũng như trang vậy luôn, thế là sẽ hấp 3 phút. Rồi bánh da lợn bây giờ nguội rồi. Thế là lấy thử cái silicone cho các bạn thấy nè. Cái silicone á thì rất là dễ lấy luôn. Mình chỉ lộn lại giống vậy thôi. Cái silicone á lấy ra rất là dễ. Wow. Nè, bánh mềm đẹp ghê luôn. Là mình nhích ra giống vậy nè. Đó, bây giờ mình có thế rồi, mình lật lại. Đó. Wow, đẹp ghê chưa. Full silicone á, cái bột của mình nó bóng. Đó, đẹp ghê luôn á. Bánh rất là đẹp luôn. Bánh bóng đẹp lắm nè, cái màu thì cũng rất là đẹp. Rồi thêm cái khuôn silicone á thì là thích hơn, thì là thấy nó bóng hơn á. Làm nó lấy ra cũng dễ nữa. Rồi thì là sẽ lấy một cái bánh rồi mình cắt ra để coi cái phía bên trong như thế nào khi mà thì là đụng vào á. Mềm mại nè, bẻ nó không gãy luôn nè. Rất là mềm. Đó, láng mềm luôn nè. Cái bột nó mềm lắm luôn á. Rồi thưa là sẽ cắt nó ra nè. Thưa là cái dao, cái bọc, cái miếng giấy kiến. Thưa là cắt nó ra. Coi phía bên trong nó như thế nào ha. Wow, đẹp ghê. Rồi bên hông nè. Rồi phía bên trong nè. Đó, thấy đẹp ghê luôn á. Đẹp ơi là đẹp luôn nè. God. Khoai môn nó dẻo dẻo mà nó thơm với mùi khoai môn. Còn lá dứa nó thơm ơi là thơm luôn á. Miếng da lợn nó mềm mại. Tại vì cái bánh da lợn này nó có nước cốt dừa á, cho nên mình để ở ngoài, mình để khoảng chừng 2 ngày thôi. Rồi mình để cho vào tủ lạnh. Nếu mình ăn không hết, còn nếu mà cho vào tủ lạnh rồi á, mình lấy ra mình hâm trong lò vi sóng khoảng chừng mấy chục second thôi thì cái bánh nó mềm lại nha. Đó, nhưng mà cái bánh này mình để 2 ngày ở ngoài luôn, nó mềm, vẫn mềm giống vậy luôn, không có bị khô, không bị cứng. Bánh da lợn vừa mềm vừa ngon vừa dẻo, ăn không có bị ngán, rất là thơm, thế là rất là thích luôn. Tại cái mùi lá dứa thì nó cái hương vị lá dứa thì nó lúc nào nó cũng thơm, thế là cũng thích hết á.
Rồi, thế là chúc các bạn thành công với món bánh da lợn ngày hôm nay. Nếu mà thấy video hay, xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe với cái màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye!